Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa ngày 7 tháng 1 của Dusan Vina. Bản tin trưa này sẽ có những tin chính sau đây. Lễ thi đấu và trao giải thưởng hoạt động cải tiến sáng tạo năm 2020. Tổng kết và khen thưởng hoạt động đoàn, từ thiện và câu lạc bộ năm 2020. Thay thế và lắp đặt mới 46 máy lọc nước nóng lạnh trên toàn công ty. Thưa các bạn, chiều ngày 30 tháng 12 năm 2020, bộ phận BA đã tổ chức thành công lễ thi đấu và trao giải thưởng hoạt động cải tiến sáng tạo năm 2020 cho 8 chủ đề tiêu biểu đến từ nhà máy Boiler, Water, MHS, khối Design và BST. Và năm nay, hai chủ đề vô địch được trao cho nhà máy Water và khối Design. Sau đây là những hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận được tại buổi lễ này. Buổi lễ thi đấu cải tiến năm 2020 diễn ra tại hội trường văn phòng chính với sự tham gia của 8 chủ đề thuộc nhóm cải tiến hiện trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và nhóm tiên tiến hóa, khoa học hóa, quy trình và hệ thống. Dựa trên tiêu chí đánh giá về tính thách thức của chủ đề, nỗ lực thực hiện và hiệu quả mang lại, cải tiến chế tạo bộ cung cấp khí hạt gông cho máy bán pin CMX Stuxcaler 1000, nâng cao năng suất và giảm chi phí công đoạn hàng pin cho dự án Hertie của nhà máy Water, đã xuất sắc giành giải quán quân của top 4 chủ đề cải tiến hiện trường, nâng cao năng lực cạnh tranh, và khối design với cải tiến, tiết kiệm chi phí và rút ngắn lead time thông qua điều chỉnh thiết kế liên kết giữa Buster và Panel áp dụng cho dự án Java 9 và 10, giành giải vô địch của top 4 chủ đề khoa học hóa, quy trình và hệ thống. Kết quả, ban tổ chức đã trao 2 giải nhất, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng cho 2 chủ đề vô địch và 6 giải khuyến khích cho 6 chủ đề còn lại, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng. Ngoài ra còn có 20 phần quà dành cho 20 CA, những người đã góp phần thúc đẩy hoạt động cải tiến tại các đơn vị, và 2 phần quà dành cho 2 CA xuất sắc nhất trong năm. Đồng thời, sau lễ thi đấu, 10 phần quà dành cho người có dự đoán đúng về 2 chủ đề đạt giải vô địch cũng đã được trao tận tay các chủ nhân. Tại buổi lễ, ông Lee Yang Bon, giám đốc khối quản lý, đã chúc mừng và ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của toàn thể công nhân viên Dusan Vina và mong muốn tất cả cùng nhau cố gắng hướng đến năm 2021 gặt hái được nhiều thành công hơn nữa. Ngày 31 tháng 12 năm 2020, bộ phận OC đã tổ chức lễ tổng kết và khen thưởng những cá nhân, những tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn và hoạt động từ thiện các câu lạc bộ năm 2020, đồng thời triển khai kế hoạch công tác trong năm 2021. Tại buổi tổng kết, Chủ tịch Công đoàn cho biết, năm 2020, hoạt động công đoàn của Dusan Vina luôn bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, tổ chức thực hiện tốt quy trình, kế hoạch công tác năm 2020 và đạt được nhiều kết quả tích cực. Bên cạnh đó, hoạt động từ thiện của các câu lạc bộ cũng mang lại nhiều đóng góp hữu ích cho cộng đồng thông qua các hoạt động của các câu lạc bộ như câu lạc bộ Lan, câu lạc bộ Đạp, câu lạc bộ Bóng đá Nữ, v.v. Về định hướng phát triển cho năm 2021 và các năm tới, kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, Công đoàn Dusan Vina sẽ bám sát nhiệm vụ trọng tâm, tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, hoàn thành tốt công tác chuyên môn, tuyên truyền thực hiện tốt các nghị quyết đại hội công đoàn, chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để tiếp tục hoạt động hiệu quả và đạt nhiều thành tích tốt trong các phong trào thi đua. Cũng tại buổi tổng kết, tổng cộng 8 bằng khen, 45 giấy khen đã được trao tặng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn, từ thiện năm 2020 từ Công đoàn Khu Kinh tế Dung Quốc và các khu công nghiệp Quảng Ngãi, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ và đảm bảo sức khỏe cho người lao động, bộ phận InfraAdmin đã triển khai tiến hành lắp đặt thêm 46 máy lọc nước mới tại khu vực làm việc ngoài trời và bên trong các nhà xưởng, bộ phận trong toàn công ty. Theo đó, bộ phận chủ quản InfraAdmin tiến hành thay thế tất cả các máy lọc nước dùng bình 18,9 lít và bình nước đá inox ngoài trời sang máy lọc nước nóng lạnh được sản xuất theo công nghệ hiện đại và được đánh giá đáp ứng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo tiêu chuẩn về an toàn chất lượng của Bộ Khoa học và Công nghệ. Trong số 46 máy lọc nước được thay thế bổ sung mới lần này, có 21 máy lọc sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015,
đặt tại khu vực ngoài trời ở vị trí 7, Y7, Y6, B2, C5, vân vân và 25 máy lọc nước tiêu chuẩn QCVN 42009-BKHCN đặt tại khu vực bên trong văn phòng và nhà xưởng. Trong quá trình sử dụng, các bộ phận phải chịu trách nhiệm giám sát và quản lý cây nước tại khu vực xưởng mình làm việc, nhắc nhở và yêu cầu các bộ phận gìn giữ, bảo quản và sử dụng cây nước đúng mục đích, đồng thời để đảm bảo chất lượng nguồn nước, đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày của người lao động, công ty cũng sẽ tiến hành kiểm tra bảo trì, kiểm định và thay lỗ lọc, xét nghiệm mẫu nước định kỳ 3 tháng trên lần. Với việc thay thế và lắp đặt thêm máy lọc nước mới này đã giúp nâng tổng số máy nước nóng lạnh phục vụ nhu cầu sử dụng nước hàng ngày của người lao động lên đến 229 máy. Foden takes right through and it's in. It finds its way through to the back post and Maguire's. And it's that near post where Mahrez Stones does. And I think it comes who land the first blow in the derby. Does. Still not working for United with Eric Pogba. It's Fernandes. De Bruyne's corner glanced away first by Martial. Fernandinho tonight with a really good performance. It's some strike, not the Viola. He says he's got his spark back. Well, spark's come back from that, but it's not. It's straight to a Manchester City player at the edge of the box. Final in this competition. Bản tin trưa hôm nay của Đức Sandina đến đây là kết thúc. Để xem lại toàn bộ nội dung bản tin trưa nay, mời các bạn truy cập vào trang web youtube.com với từ khóa Dusanvina DVTV V12N2. Đồng thời các bạn cũng có thể cập nhật những thông tin về Dusanvina thông qua các trang mạng xã hội khác như Facebook, Twitter, LinkedIn và Izu bằng từ khóa Dusanvina. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.